Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với NMWiki. Tại sao chúng ta được ban cho đầy đủ như vậy rồi mà vẫn khao khát có cuộc sống tốt hơn? Mình cũng sống như vậy sao? Có Pochita thật sự là quá tốt, thế mà mình lại muốn có cuộc sống tốt hơn. Sao vậy? Tất cả đều có ước mơ, chẳng phải là chuyện không tốt, và nếu làm phiền ta thì chỉ có chết. Đó là câu nói nổi tiếng của Denji, nhân vật chính trong loạt anime manga đình đám Chainsawman. Với tính tình trẻ trâu cùng sức mạnh mà ít ai sánh kịp, Denji đã trở thành ác mộng đối với mọi con quỷ cắn bước đường của cậu. Để hiểu thêm về nhân vật này, ngày hôm nay, mời anh em hãy cùng NMWiki tìm hiểu 98 sự thật thú vị về Denji trong Chainsawman nha. Majin ga Devil Hunter nante yattemo ii no ka? Maa ii ka. Yoroshiku ne. Từ chapter 1 đến chapter 79 thì Denji mới vỏn vẹn 16 tuổi, tức là chỉ ngang với một học sinh lớp 10 ở Việt Nam. Denji không có họ, cha mẹ của cậu cũng chưa từng được nêu tên, nhưng tác giả lại cho ta biết lý do mà họ chết. Dựa vào phân cảnh Denji ho ra máu và chi tiết về việc mẹ của cậu bị bệnh tim và chết do thổ huyết, ta có thể suy đoán rằng Denji bị mắc phải một trong số các bệnh như cơ tim giãn, cơ tim phì đại, bệnh mạch phanh, hội chứng Brugada, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim v.v. vì đây là số ít những bệnh về tim mạch có yếu tố di truyền từ mẹ sang con. Người đầu tiên và duy nhất mà Denji giết cho đến thời điểm hiện tại là cha của cậu. Lý do cho điều này là vì gã đàn ông nát rượu đó đã cố giết cậu, nên Denji buộc phải làm thế để tự vệ. Trước khi bắt đầu bộ truyện thì Denji đã bán đi mắt phải và một số cơ quan không thiết yếu khác. Số tiền nợ trước khi được thanh toán của Sim Chúa là 7.771 vạn yên, tức tương đương với 7 tỷ rưỡi Việt Nam đồng. Ước mơ đầu tiên của Denji là được ăn bánh mì phủ mứt với Pochita, âu yếm một cô gái, cùng chơi game trong phòng, được ngủ trong vòng tay và ở cùng cô ấy trước khi chết. Mong muốn duy nhất của Denji sau khi chết là cho Pochita chiếm lấy cơ thể và dùng nó để sống một cuộc sống bình thường. Trước khi trở thành Chainsawman thì Sim Chúa đã rất mạnh mẽ khi có thể giết rất nhiều con quỷ chỉ bằng cách sử dụng Pochita như một cây cưa máy. Đây rõ ràng là một điều hết sức phi lý vì Denji vốn chỉ dưới 16 tuổi, còn bị mắc bệnh suy dinh dưỡng do không được ăn uống đầy đủ. Chưa dừng lại đó, lũ quỷ cũng không phải loại sinh vật dễ bị bắt nạt, thậm chí có con còn sở hữu trí tuệ như người bình thường. Chính vì lẽ đó nên ta cũng có thể nói rằng cậu đã được tác giả bóp sức mạnh trước khi ra mắt bộ truyện cũng chẳng sai. Nếu bỏ qua lạm phát và so sánh với tỷ giá đồng tiền hiện tại thì Sim Chúa đã kiếm được số tiền nhiều hơn đại bộ phận người khác trong thế giới Chainsawman. Tuy nhiên, vì số nợ và tiền lãi quá lớn nên Denji lúc nào cũng sống trong cảnh khổ sách áo ôm, ăn uống bữa no bữa đói. Cậu thậm chí còn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc ăn điếu thuốc mà người khác đang hút dở chỉ để lấy 100 yên ít ỏi. Denji đáng lẽ đã chết trong lúc bọn Yakuza chém cơ thể thành nhiều phần. Việc Pochita có thể lập khế ước để hồi sinh cậu vẫn mãi là một bí ẩn chưa có lời giải. Bởi quỷ vốn dĩ chỉ có thể chiếm lấy thân xác chứ không thể hồi sinh người chết với cơ thể nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khế ước giữa Denji với Pochita là khế ước có điều kiện dễ thở nhất series. Theo đó thì Pochita sẽ hồi sinh Sim Chúa và ban cho cậu sức mạnh. Đổi lại thì Denji sẽ cho nó thấy giấc mơ của cậu. Thợ săn quỷ chính thức đầu tiên mà Denji gặp gỡ là Makima và hai cấp dưới của cô ta. Con quỷ đầu tiên, xin nhấn mạnh là con quỷ đầu tiên mà Denji yêu là Makima. Còn hai bird đầu tiên mà Denji yêu là Race. Ngoài ra thì cho đến thời điểm hiện tại, Denji vẫn chưa từng yêu một cô gái thuộc loài người nào cả. Ừ thì gu của thanh niên này cũng thuộc hàng hơi mặn mòi đấy. Do từng làm bạn và nuôi một con quỷ trong nhà, nên Sim Chúa hoàn toàn chấp nhận việc con người có thể chung sống hòa bình với quỷ. Minh chứng tiêu biểu nhất cho nhận định này là khi Denji đã bảo cô bé cùng con quỷ ở chap 2 bỏ trốn để tránh việc cậu phải giết chết nó theo mệnh lệnh của Makima. Denji là hybrid đầu tiên xuất hiện trong series, đồng thời thì cậu cũng là hybrid đầu tiên gia nhập hiệp hội bảo trợ thợ săn quỷ. Nhiệm vụ đầu tiên với tư cách thợ săn quỷ chính thức của Denji là cùng Aki đi tuần tra xung quanh thành phố. Số lần xuất hiện của Denji cho đến thời điểm hiện tại là 91 chapter, chiếm 93,81% tổng thời lượng có mặt trong bộ truyện. Denji không thường đánh nhau với con người, nhưng mà mỗi khi solo tay đôi với đàn ông thì cậu lúc nào cũng chỉ nhắm vào háng của họ. Dẫu điều này sẽ khiến đối thủ biết trước tình hình để phòng ngự, tuy nhiên việc đánh vào thằng em sẽ khiến lượng sát thương họ phải gánh chịu tăng lên gấp nhiều lần. Chính bởi phong cách chiến đấu bá đạo này mà Denji đã thắng Aki, một thợ săn quỷ chuyên nghiệp, vào cái ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Là một thằng đàn ông nên Denji đã sẵn sàng để đóng tạp chí bỏn của gã đàn ông bị quỷ hóa mà cậu vừa mới giết để về nhà nghiên cứu. Dù có vẻ hơi ghê nhưng Sim Chúa cũng không hẳn là một thằng biến thái khi không hề muốn đóng tạp chí đó bị nhuốm máu. Mục tiêu của Denji sau khi làm thợ săn quỷ chính là được bóp véo, vì cậu cho rằng bản thân sẽ không đủ khả năng để ngủ với người khác. Dẫu mục tiêu không được trong sáng cho lắm, nhưng đối với Sim Chúa thì véo thậm chí còn ngang hàng với cả quyết tâm tận diệt loài quỷ của Aki và những thợ săn đang ngày đêm chiến đấu bằng cả mạng sống của mình.
Sim chúa rất dễ bị lừa. Trong toàn bộ season 1 của bộ truyện thì cậu đã bị lừa tổng cộng 9 lần. Vì là hybrid nên dù không hưởng được nhiều đặc quyền như con người, nhưng Denji vẫn có nhiều quyền lợi hơn toàn bộ quỷ nhân và đa số những con quỷ khác. Ví dụ tiêu biểu nhất là việc cậu có thể xin phép rời khỏi thành phố, chứ còn những quỷ nhân như Power thì chẳng bao giờ làm được điều này. Lý do Denji chấp nhận Power trở thành đồng đội bất chấp việc cô ta là quỷ nhân là vì tâm hồn của Power khá to và tròn. Trong toàn bộ season 1 thì Denji đã biến thành Transformer tổng cộng 13 lần, trong đó thì có 11 lần đạt được thể trạng hoàn hảo và 2 lần chỉ xuất hiện một vài bộ phận do không đủ máu. Cả Denji và Power đều thuộc đội 4, một phân đội thử nghiệm của Hiệp hội Bảo trợ Thợ săn quỷ Tokyo, với điểm đặc biệt là có cả quỷ nhân trong đội. Bằng danh phận mới, Denji và các quỷ nhân có thể hưởng một vài đặc quyền như một thợ săn quỷ chính thức. Tuy nhiên, nếu kết quả thu được không tốt thì tất cả quyền hạn ấy sẽ bị tiêu trừ. Điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ thành viên không phải loài người trong đội sẽ bị giết dưới danh nghĩa là một con quỷ. Vì lời hứa bóp phếu nên Denji đã không hề giận Power, sợ cô đã lừa và suýt đưa cậu vào cửa tử. Trong trường hợp khác thì Sim Chúa cũng sẵn sàng tha thứ vụ Himeno đòi giết cậu để đổi lấy nụ hôn kiểu Pháp. Do không sống trong tình yêu thương của gia đình nên vấn đề về tình cảm của Denji luôn cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Minh chứng tiêu biểu cho nhận định này là việc cậu thích Makima, muốn lấy nụ hôn kiểu Pháp của Himeno nhưng lại không đồng ý chuyện ABC XYZ với cô ấy. Cặp phếu đầu tiên mà Denji được bóp là của Power sau lần cậu cứu cô ấy và con mèo khỏi cái chết. Lúc đầu thì Denji rất hào hứng, nhưng sau lần thử đầu tiên rồi nhận ra cái tâm hồn to tròn ấy chỉ là hàng độn thì cảm xúc của cậu đã tụt thê thảm, đến mức cứ ngỡ như là thế giới đang sụp đổ vậy. May mắn thay, nhờ được chạm ngực của Makima trong lần tiếp theo mà niềm tin vào cuộc sống đã trở về với Denji một lần nữa. Denji chưa từng được đi học và cũng chẳng có ai dạy cậu các phép lịch sự cơ bản hay những thứ mà ai cũng biết như quỷ nhân và quỷ súng. Đối với nhiều người thì nụ hôn đầu là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, tuy nhiên đối với Denji thì nó lại mang cơn ác mộng không thể chấp nhận được. Chuyện là trong lần hôn đầu tiên, Himeno đã ói vào miệng của Sim Chúa, sau đó dẫn đến việc cậu nuốt hết đống bẩn nhảy vào trong cơ thể do thói quen nuốt bất cứ thứ gì chứa chất dinh dưỡng. Dù rất dạ gái và trẻ trâu, nhưng đôi lúc Denji cũng ra sáng một quý ông khi cậu đã cõng Himeno về nhà sau khi cô say bí tỉ ở quán nhậu. Chưa dừng lại đó, lúc cô nàng gạ Sim Chúa là một nháy theo đúng nghĩa đen thì cậu đã từ chối vì quyết tâm dành lần đầu tiên ấy cho Makima. Denji có thể ngủ ngon lành trong khi mạng sống của cậu và đồng đội đang bị đe dọa. Vì là hybrid nên Denji thừa hưởng gần như toàn bộ đặc điểm của cả hai giống loài. Một vài minh chứng tiêu biểu ở đây như máu của cậu có mùi kinh tởm như máu của loài quỷ, hấp thụ máu để hồi phục như loài quỷ, nhưng đồng thời thì Sim Chúa cũng có thể ký khế ước với những con quỷ khác, thứ mà chỉ là người mới có thể thực hiện được. Sức mạnh của Sim Chúa phụ thuộc vào lượng máu mà cậu đang sở hữu. Nói nôm na thì nếu cơ thể Denji lành lặn thì khi biến thành Transformer, cậu sẽ có đầy đủ lưỡi cưa và tự do điều khiển kích thước của chúng. Đổi lại thì lượng máu trong người cậu sẽ mất dần theo cấp số cộng. Điều này dẫn đến một hệ quả khác rằng khi mất quá nhiều máu, những lưỡi cưa của Transformer sẽ bị thu nhỏ hoặc thậm chí là không thể xuất hiện. Mà anh em cũng biết rồi đấy, một thằng trẻ trâu với cơ thể của người thường và đang trong trạng thái khát máu nghiêm trọng thì làm gì được người khác cơ chứ. Vậy nên ta mới nói là sức mạnh của Sim Chúa phụ thuộc vào lượng máu mà cậu đang sở hữu. Denji đã hôn trực tiếp 4 lần với hai người trong suốt quãng đời của mình. Trong đó thì nụ hôn đầu có vị của một bãi nôn, nụ hôn thứ hai có mùi bia, còn nụ hôn cuối cùng lại có mùi máu vì khi này cậu đã bị Rouge cắn đứt lưỡi. Nụ hôn gián tiếp duy nhất của Sim Chúa là với Makima và nó có vị của một thanh kẹo mút hương coca. Ở trạng thái Transformer thì Denji rất nặng. Nó nặng đến mức một người đàn ông chỉ có thể kéo lên một nửa cơ thể của cậu trên mặt đất chứ chẳng thể nào khiêng lên nổi. Trừ Aki, Power, Pochita, Makima, Rouge và Kisebe ra thì nếu cả thế giới chết hết thì Sim Chúa cũng chẳng có cảm giác gì. Denji luôn cố gắng để bản thân trở thành một con người lạc quan. Đó là lý do giải thích vì sao cậu luôn tránh những suy nghĩ nghiêm túc và tiêu cực, vì nó sẽ khiến cậu trở nên tiêu cực theo. Nếu cuộc chiến giữa người và quỷ bùng nổ đến mức không thể kiểm soát, Denji sẽ theo phe nào chịu nuôi cậu mà không còn quan tâm đến bất cứ vấn đề gì khác. Dù dựa theo lời của Kisebe ở chapter 30 thì Sim Chúa bất tử, tuy nhiên ta vẫn chưa thể xác định điều đó hoàn toàn đúng hay không, vì nếu mất quá nhiều máu hoặc lấy đi trái tim chứa sức mạnh của Transformer thì Denji khi đó sẽ chẳng khác gì một con người bình thường. Mà anh em đã biết rồi đấy, chẳng người bình thường nào có thể bất tử cả. Chính vì vậy cho nên tớ mới biến điều đó thành một fact rồi quăng lên cái video này. Denji đã bị Kisebe giết tổng cộng 20 lần trong ngày gặp gỡ đầu tiên giữa hai người. Có một hạt sạn cực lớn về Denji mà ít người để ý đến là việc cậu dù không biết chữ nhưng vẫn có thể đọc manga. Điều này thể hiện rõ ràng nhất là khi cậu nói về Power với sự ngầu loài của những nhân vật thông minh trong manga ở chapter 30. Trong hình dạng Transformer, Denji có thể chọn một chiếc ô tô có người bên trong một cách khá dễ dàng. Giấc mơ mà Denji thấy nhiều nhất và cũng là thứ muốn quên đi nhất là việc cậu đứng trước căn phòng mà cậu đã giết cha của mình. Sim Chúa không thích xem phim vì cậu gần như không có tí cảm xúc nào khi xem chúng. Denji từng ăn bông hoa mà cậu được tặng sau khi quyên góp tiền từ thiện,
Dĩ nhiên là điều này đã khiến người tặng hoa cho cậu phải đứng hình mất 5 giây. Denji rất ghét uống cà phê, theo cậu thì nó có vị như bùn. Sim Chua thích những người thích cậu ấy, đó là lý do vì sao cậu lại thích Makima và Reese vì hai người đó luôn thả thính cậu. Bi là từ duy nhất mà Denji đọc được. Trong một vài trường hợp nhất định thì Denji sẽ không thể điều khiển cơ thể của mình, bất chấp lý trí của cậu vẫn đang hoạt động bình thường. Ví dụ điển hình nhất là việc dù không muốn cởi đồ để tắm cùng Reese, nhưng cơ thể của cậu đã làm điều đó với tốc độ bàn thờ. Cô gái đầu tiên mà Denji thấy ở trạng thái khỏa thân hoàn toàn là Reese, còn thứ hai là Power. Denji không biết bơi, cậu đã tập bơi khi ở cùng với Reese ở chapter 42. Denji thuộc kiểu người chọn cách sống mạo hiểm vì nó vui hơn cách sống an nhàn, mặc dù điều này lại khác hoàn toàn với ước mơ có một cuộc sống bình thường của cậu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xử lý đám tội phạm ký hợp đồng với quỷ súng, Denji đã có thể đi lại xung quanh thành phố mà không cần phải xin phép hay chịu sự giám sát của ai. Denji không thể ngửi thấy mùi vị của quỷ và cái chết, đó là lý do vì sao Sim Chúa không hay biết rằng Reese là quỷ bom. Toàn bộ cô gái mà Denji gặp lâu hơn 1 phút đều đã từng có ý định giết cậu ít nhất một lần. Trong trạng thái trên Summon thì Denji có thể nín thở dưới nước trong một khoảng thời gian rất lâu. Nó thậm chí lâu đến mức Reese trong trạng thái bom mân đã bất tỉnh mà cậu vẫn có thể mang theo cô ấy rồi bơi lên bờ. Một trong những phương châm sống của Denji là nếu chết thì chí ít được chết trong tay của một người đẹp. Nếu Reese không bị điều khiển bởi Makima thì Sim Chúa đã bỏ trốn cùng cô ấy. Denji đã luôn ăn bó hoa mà cậu định tặng Reese vì cô ấy không tới chỗ hẹn. Phần thưởng mà FBI trao cho người nào giao nộp Denji về tổ chức là 2 triệu USD, tương đương với gần 45 tỷ Việt Nam đồng. Denji thuộc kiểu người không muốn lãng phí thức ăn, ví dụ tiêu biểu nhất là khi cậu mắng Power vì không ăn cà rốt và ăn luôn miếng cơm nắm vừa bị rớt xuống đất bất chấp việc ai nấy cũng can ngăn. Ở chapter 56 thì Denji đã không hay biết gì về việc cậu bị ông già Noel của Đức dùng quỷ nguyên rủa có hình dạng cây đinh đâm vào người liên tiếp 3 lần. Cũng giống như bao thằng con trai khác, Denji không thích bắt tay với đàn ông. Sim Chua có thể ăn toàn bộ những thứ mà rất ít người dám ăn như vỏ táo, vỏ quýt và miếng da chóc của người khác. Trong suốt season 1 thì Denji đã có cơ hội nhìn thấy cơ thể hòa thân 100% của ba cô gái. Họ lần lượt là Reese, Quanxi và Power. Dù bình thường rất ngốc nghếch, nhưng vào thời khắc quan trọng thì Denji lại là kẻ thông minh nhất bộ truyện. Sim Chua cũng thường xem các chương trình giáo dục trên TV mỗi ngày. Mặc dù rất thích Makima, nhưng Denji vẫn sẵn sàng từ chối chuyến đi nghỉ mát với riêng cô ấy vì bản thân phải ở nhà chăm sóc một Power đang bị trầm cảm sau sự cố với quỷ bóng tối. Sim Chúa không hề có tí cảm giác gì với Power, bất chấp việc cậu và cô ấy đang tắm chung và không có chút mảnh vải nào trên người. Denji đã khóc khi cậu giết quỷ nhân súng trong thân xác của Aki. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà cậu khóc vì cái chết của đồng đội. Sau khi Aki chết thì Denji vẫn luôn bị dày vò bởi suy nghĩ rằng bản thân là kẻ đã giết cậu ta, bất chấp thực tế rằng thứ mà cậu giết là quỷ nhân súng. Còn Aki thì vốn dĩ đã chết trước khi bị quỷ nhân súng chiếm lấy thân xác. Denji hoàn toàn có thể ABC XYZ với Makima nhờ vào lời hứa giết chết quỷ súng. Nhưng đau đớn thay vì bộ truyện không gắn mắc hai tên nên cậu đã có một pha xử lý đi vào lòng đất khi chọn trở thành con chó của cô. Nếu Denji cưới vợ rồi có con, Makima chắc chắn sẽ giết hai người họ nhằm chấm dứt cuộc sống bình thường của cậu. Jessamine là kẻ duy nhất trong series có khả năng xóa sổ sự hiện diện của một vật hoặc khái niệm đến tận cùng không gian và thời gian. Theo đó thì những thực thể bị ăn đều bị xóa sạch từ quá khứ đến hiện tại, kể cả là trong ký ức của từng cá thể. Chỉ có những con quỷ mạnh mẽ nhất từng tồn tại trong lịch sử mới nhớ được một phần nào đó về những thứ từng bị Jessamine ăn, dẫu điều này cũng chẳng kéo dài được lâu. Jessamine là một trong số ít những con quỷ có thể ra khỏi địa ngục dù không hề bị giết. Ký ức giữa Denji và Pochita đã bị chấm dứt ở chapter 82. Vì cuộc sống bình thường của Sim Chúa được ghi trong điều khoản đã bị chấm dứt. Hậu quả cho điều này là việc Pochita hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Denji và bản năng loài quỷ lúc còn ở địa ngục của cậu đã trỗi dậy. Trước khi ký khế ước trở thành Chainsawman với Pochita, Denji chỉ có thể ăn những cái hamburger bị thiêu do người khác vứt bỏ. Cậu đã từng nói với Pochita rằng muốn một ngày nào đó sẽ được ăn một cái hamburger đàng hoàng như bao người khác. Pochita có thể hiểu ngôn ngữ của con người nhưng cậu lại không biết nói chuyện, bất chấp việc bản thân đang trong tình trạng Chainsawman. Ở chiều ngược lại thì khi ở hình dạng này, Denji vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường. Pochita đã cố gắng hoàn thành mọi điều ước của Denji sau khi khế ước giữa cậu và Sim Chúa bị vô hiệu. Trong toàn bộ series thì Denji đã khóc tổng cộng 5 lần. Đó là khi Pochita trở thành trái tim của cậu, lúc cậu xem phim với Makima, khi giết quỷ nhân súng, lúc Power chết để cứu cậu và khi Sim Chúa nhận ra tình cảm của những fan hâm mộ dành cho mình. Denji hầu như không tự đưa ra một quyết định nào cả. Cậu chỉ luôn bị lợi dụng, lúc nào cũng làm những gì được bảo thay vì những gì bản thân nghĩ. Thứ mà cậu quyết định chỉ là những việc vặt như trưa nay ăn món gì. Jessamine đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và được công nhận là vị anh hùng của chính nghĩa trong arc cuối của season 1. Theo Makima thì Jessamine không nhổ nước bọt, không mặc đồ và không nói chuyện. Thứ hắn mang lại chỉ có sự hỗn mang và những trận chiến không bao giờ chấm dứt mà thôi. Nhờ vào việc sử dụng máu của Power, Denji vẫn có thể sống trong một khoảng thời gian dù không có trái tim của Pochita. Kế hoạch của Denji trong trận chiến cuối cùng với Makima ở chapter 94 là một trong những kế hoạch thông minh nhất bộ truyện.
thậm chí là có thể sánh ngang với kế hoạch của Makima luôn. Bằng việc sử dụng máu của Power, Denji vẫn có thể sống dù tách hai trái tim của Pochita ra ngoài. Với điều đó, Pochita đã biến thành chiến sống mân rồi chiến đấu với Makima. Còn Xin Chúa thì nhân cơ hội lẻn vào đống người mà cô ấy đem theo. Chính vì vậy mà sau khi lấy trái tim của Pochita và thấy thân xác của Denji nằm ngay trước mắt, Makima đã bị mất cảnh giác. Denji thật sẽ chấp lấy thời cơ này để tấn công cô và dùng máu của Power để ngăn cô nàng hồi phục. Cuối cùng thì dựa vào lỗ hổng của khế ước giữa Makima và Thủ tướng, Xin Chúa sẽ ăn thịt cô ấy để ngăn cản khả năng hồi phục của cô một lần và mãi mãi. Theo Kishibe thì Denji là người thích hợp nhất để trở thành thợ săn quỷ. Thậm chí ta còn có thể nói không ngoa rằng cậu được sinh ra để làm nghề này. Mặc dù sổ trái tim của Pochita bên trong cơ thể, nhưng Denji lại không có được khả năng xóa sổ sự vật khi ăn của Chen Shomen. Đó là lý do giải thích vì sao quỷ chi phối vẫn có thể tái sinh thành một nhân dạng khác là Nayuta sau khi Makima bị Denji ăn thịt. Xin Chúa là kẻ duy nhất ký khế ước với Power. Nội dung của khế ước đó là Power sẽ cho cậu máu. Đổi lại thì Denji phải đi tìm cô ấy khi huyết quỷ tái sinh trở lại trái đất. Denji vẫn yêu Makima bất chấp việc cô ấy đã hủy hoại gần như mọi thứ của cậu. Denji đã nuôi 7 con chó của Makima và con mèo của Power sau khi hai người họ qua đời. Ước mơ của Pochita là được ôm ai đó, nhưng vì cậu quá mạnh nên không một ai có thể đáp ứng được nguyện vọng này. Một phần là vì Denji là kẻ duy nhất thực hiện thành công ước mơ của Pochita nên cậu ta mới yêu quý Xin Chúa nhiều như bây giờ. Mặc dù không biết chữ và chưa từng đi học, nhưng đến cuối season 1 thì Denji vẫn có thể trở thành học sinh cấp 3. Xin Chúa là nhân vật yêu thích nhất của tác giả Fujimoto. Sức mạnh của Denji và Pochita đang ngày một giảm dần theo thời gian, thậm chí là chẳng bằng một nửa so với khi Pochita vẫn còn ở dưới địa ngục. Lý do cho điều này là vì họ càng lúc càng có nhiều fan hâm mộ. Đối với loài người thì Chen Shomen giờ đây là một hiện thân của chính nghĩa, chứ chẳng còn ai sợ cậu ta cả. Mà anh em biết rồi đấy, càng nhiều người sợ thì con quỷ càng mạnh và ngược lại. Thế nên ta có thể nói rằng Denji đang bị chính fan của mình bóp tanh tách. Denji từng xuất hiện trong một khung cảnh của bộ manga đình đám Boku no Pico, Boku no Hero Academia. Đây chính là bức ảnh ở chương 259, nơi chàng sắt quỷ nhân hóa thân thành anh hùng để chống lại liên minh tội phạm. Denji đứng thứ 5 trong cuộc thăm dò về mức độ phổ biến đầu tiên với 18.302 phiếu bầu. Trong cuộc thăm dò thứ 2 thì cậu tăng được một hạng với 59.130 phiếu bầu. Và đó là 98 sự thật thú vị về Denji. Nếu thấy hay, anh em hãy nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ bọn tớ làm những video hay hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.